Người đàn ông này là chủ tịch tập đoàn trị giá hàng chục tỷ đồng nhưng vì hậu quả của một vụ tai nạn ô tô đã khiến anh bị rối loạn cảm xúc. 4 năm sau kể từ khi bị tai nạn, nữ thư ký Kiều Tịnh vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc anh từng ly từng tí. Mặc dù bề ngoài hai người là quan hệ sếp và thư ký, nhưng thực ra họ đã trở thành người yêu 3 năm, mối quan hệ bí mật này không một ai hay biết. Kiều Tịnh là một nữ thư ký, không chỉ có ngoại hình xuất sắc mà năng lực làm việc cũng vô cùng giỏi, thế nên ông chủ của các công ty đối thủ đều muốn lôi kéo cô về phía mình. Một hôm, ông chủ của công ty đối thủ hẹn Kiều Tịnh đến hộp đêm để đàm phán hợp đồng, không ngờ cảnh tượng này đã bị chủ tịch Cố Dịch đến đây giải trí nhìn thấy được. Chủ tịch thấy bạn gái nói dối mình để đến nơi này thì không còn tâm trạng mà ăn chơi lu bù nữa. Anh lập tức lấy điện thoại ra và hỏi cô hiện tại đang ở đâu, mà Kiều Tịnh lúc này đang ngồi với đối tác bên cạnh. Để tránh trường hợp khó xử khi bị say rượu, cô vô cùng bình tĩnh nhắn tin cho chủ tịch Cố Dịch để cầu cứu, mà chủ tịch đọc được tin nhắn cầu cứu thì bày ra dáng vẻ giả vờ không hề quan tâm. Nhưng anh cứ nghĩ đến việc có người đàn ông khác đang ngấp nghé bạn gái của mình thì không thể ngồi yên được nữa. Anh lập tức dẫn theo trợ thủ tức giận xông thẳng vào phòng của Kiều Tịnh. Sau khi xông vào thì ngồi xuống giữa hai người để tách họ ra. Tiếp đó Cố Dịch gọi thêm mấy chục chai rượu vang đắt tiền vào, nói khoác rằng muốn uống với đối phương không say không về. Những hành động này của anh đã khiến người ta sợ hãi muốn co giò bỏ chạy. Mà Kiều Tịnh bên cạnh chứng kiến cảnh này thì bất giác mỉm cười. Nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt của chủ tịch thì lập tức nhịn lại. Sau khi giải quyết xong phiền phức, chủ tịch Cố Dịch tức giận muốn về nhà, Kiều Tịnh lẽo đẽo theo sau muốn giải thích, anh hiểu lầm rồi, em không có gì với Trần Tổng cả, không có gì mà vẫn uống rượu với anh ta sao, đó đều là vì dự án mà. Nhưng chủ tịch Cố Dịch căn bản không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào của Kiều Tịnh, anh dứt khoát đóng cửa và bỏ cô ở lại bên ngoài một mình. Cứ như vậy cô gái đáng thương ngủ cả đêm ở bên ngoài, cho đến sáng sớm ngày hôm sau, khi Cố Dịch mở cửa thì nhìn thấy Kiều Tịnh đang cuộn tròn ngủ trên ghế ở ngoài cửa. Cố Dịch là bạn trai nhưng không hề có chút thương xót nào vì cô. Anh ta còn lạnh lùng ra lệnh Kiều Tịnh thay quần áo và đi xã giao với mình, nhưng không ngờ là xã giao trên núi. Bởi vì Kiều Tịnh nằm ngủ cả đêm bên ngoài và bị cảm lạnh nên trạng thái không ổn, cô gắng gượng cảm giác khó chịu để leo núi, nhưng bởi vì cô bị cảm lạnh nên thể lực không đủ, có thể bị ngất xỉu bất cứ lúc nào. Chủ tịch Cố Dịch lại không hề nhận ra điều này, cho dù người bên cạnh phát hiện cô không được khỏe thì anh ta cũng không đi tới hỏi han quan tâm một chút. Ngược lại anh ta còn oán trách Kiều Tịnh và cho rằng cô đã làm hỏng vụ đàm phán lần này. Cuối cùng anh ta lạnh lùng vứt bỏ cô lại một mình và rời đi. Buổi tối Kiều Tịnh uống thuốc cảm và lặng lẽ vào phòng ngủ. Cô nép mình vào ngực Cố Dịch và cho rằng đây là sự gắn bó tuyệt vời nhất. Lúc Kiều Tịnh cho rằng ngày tháng hạnh phúc của họ sẽ mãi như này, thì Bạch Vân Thanh Mai Trúc Mã đã thích Cố Dịch lúc nhỏ đã từ nước ngoài trở về. Chủ tịch Cố Dịch đã thay đổi thái độ lạnh lùng thường ngày, còn chu đáo chuẩn bị bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, mà Kiều Tịnh vẫn đang tăng ca ở công ty chợt nhận được điện thoại của chủ tịch. Anh ta bảo cô lập tức mang thuốc giải rượu đến nhà hàng. Lúc cô vội vã tới nhà hàng thì nhìn thấy cảnh tượng anh đang thân mật với Bạch Vân. Cố Dịch, anh uống nhiều rồi, sao bây giờ mới đến? Thuốc đâu? Bạch Vân thắc mắc hỏi người con gái trước mắt là ai, nhưng Cố Dịch chỉ bảo đó là thư ký của mình. Đưa xong thuốc rồi thì em trở về đi. Kiều Tịnh lo lắng cho bạn trai nói muốn đưa anh về, nhưng Cố Dịch không quan tâm đến cô mà lại dìu Bạch Vân đi. Ngày hôm sau bạn thân tốt bụng nhắc nhở Cố Dịch chuyện ở hộp đêm lần trước chỉ là hiểu lầm. Đối phương chỉ muốn mời Kiều Tịnh về làm cho công ty chứ không phải cướp người phụ nữ của anh. Bạn thân bảo anh đừng làm khó Kiều Tịnh nữa, tôi nói với cậu nhé. Đừng trách anh em không nhắc nhở cậu, thỏ con tức giận còn cắn ngược lại người đấy. Nếu cậu cứ đối xử với cô ấy như vậy, người ta bỏ chạy đấy. Đến lúc đấy cậu hối hận cũng đã muộn, nếu cô ấy không chịu được thì có thể đề xuất chia tay. Cậu bạn bên cạnh cũng đến cạn lời. Buổi chiều hôm đó, lúc Kiều Tịnh mua lễ phục tham gia buổi yến tiệc giúp Cố Dịch thì bất ngờ gặp Bạch Vân ở nhà vệ sinh. Cô ta thay đổi dáng vẻ đơn thuần ngọt ngào ở trước mặt chủ tịch Cố Dịch, kiêu ngạo hống hách muốn Kiều Tịnh nhìn rõ thân phận của mình, nhưng cô ta không ngờ rằng Kiều Tịnh không coi trọng cô ta, còn nói rằng mình mới là người quan trọng với Cố Dịch. Tôi không chỉ là thư ký của anh ấy, mà còn là bạn gái của anh ấy, có rất nhiều người theo đuổi Cố Dịch, không ngờ cô Bạch đây cũng nằm trong số đó. Bạch Vân tức giận đã tát Kiều Tịnh một bạt tai. Cô ta muốn giơ tay lên tát Kiều Tịnh lần nữa thì đã bị Kiều Tịnh vặn ngược cổ tay và dí đầu vào gương. Cho dù cô ta dãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi tay Kiều Tịnh. Cô Bạch, sự khoan dung của tôi chỉ có hiệu quả với Cố Dịch, còn về người khác, tôi không có tính khí tốt đâu. Bạch Vân vốn là thiên kim tiểu thư nào từng bị sỉ nhục như này chứ. Buổi tối trong yến tiệc, Bạch Vân tâm cơ không chỉ lôi kéo chủ tịch từ bên cạnh Kiều Tịnh đi, còn sỉ nhục cô ấy chẳng qua chỉ là một công cụ dùng khá tiện lợi mà thôi. Sau đó cô ta cố ý cầm ly rượu vang đổ lên giày của mình. Chủ tịch nghe thấy động tĩnh bên này thì đã đi tới. Em muốn pha trà giải rượu cho anh, nhưng thư ký Kiều nói rằng anh chỉ uống trà do cô ấy pha. Em muốn lấy chiếc cốc thì cô ta đẩy em và hất lên người em. Đây là đôi giày mà em thích nhất, Kiều Tịnh. Từ lúc nào cô trở nên vô cớ gây sự vậy? Nhìn thấy chủ tịch Cố Dịch trách mắng Kiều Tịnh, Bạch Vân cảm thấy vô cùng sung sướng. Hơn nữa cô ta còn giả vờ giả vịt nói rằng chỉ cần Kiều Tịnh lau sạch giày cho mình thì cô ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Cố Dịch ngay lập tức bắt Kiều Tịnh cúi xuống lau giày. Kiều Tịnh không thể ngờ rằng bạn trai đã yêu 3 năm chỉ nghe lời từ một phía mà lờ đi mình. Lúc cô đang nhẫn nhịn chuẩn bị cầm giấy thì một người đàn ông xuất hiện và ngăn cản cô, cho dù có lau cũng không sạch. Nếu em thật sự thích đôi giày này,
không bằng mau chóng mang đến tiệm giặt là đi, có lẽ còn có hiệu quả đấy, anh họ. Đây là đôi giày mà bà ngoại tặng em, cô ta làm bẩn rồi. Em bảo cô ta lau cho em thì sai sao? Sao em phải dồn ép người ta như thế? Anh là ai? Sếp cố. Nghe danh anh đã lâu, tôi là Bạch Yến. Tôi dạy dỗ người của tôi tốt nhất, anh đừng nhúng tay vào. Hóa ra cách đây không lâu, khi Kiều Tịnh đi lấy lễ phục dự tiệc cho Cố Dịch và chuẩn bị rời đi thì lại cảm thấy thiếu gì đó. Vì thế cô đi dạo một vòng để chọn trang sức phối với bộ lễ phục. Không ngờ rằng vừa giơ tay ra thì Bạch Yến bên cạnh cũng nhìn chúng ghim cài áo này. Xin chào, ghim cài này còn hàng không? Đây là chiếc cuối cùng trong tiệm rồi. Ghim cài áo này là tác phẩm của một nhà thiết kế mà tôi rất thích. Tôi đặc biệt đến đây vì người đó, cô xem có thể nhường cho tôi không? Đương nhiên, để bù đắp, cô có thể mua ghim cài áo khác, tôi sẽ thanh toán. Kiều Tịnh nghe xong thì từ chối anh, cô nói rằng ghim cài áo này quá phô trương, không hợp với khí chất của anh ấy. Vì thế cô chủ động chọn một bộ ghim cài áo phù hợp cho anh. Cũng vì hành động này của Kiều Tịnh mà Bạch Yến đứng trước mặt đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nào ngờ hai người lại gặp nhau trong buổi tiệc. Sau khi Bạch Yến giải vây cho Kiều Tịnh thì đã kéo cô rời khỏi buổi tiệc. Buổi tối đợi Cố Dịch trở về, Kiều Tịnh uất ức chất vấn anh ta, vì sao biết rõ không phải lỗi của cô mà vẫn ép cô nhận lỗi và lau giày cho Bạch Vân. Với tôi ai đúng ai sai không quan trọng, quan trọng là em không được gây chuyện với tôi trong buổi tiệc như thế. Cái gì mà gây sự chứ? Rõ ràng em không làm sai, vì sao bắt ép em xin lỗi? Kiều Tịnh, em không phải là người không hiểu chuyện. Cuối cùng Kiều Tịnh không nhịn nổi nữa và hỏi anh lúc nào thì kết hôn với Bạch Vân. Cố Dịch căn bản không trả lời được câu hỏi này. Chỉ là lúc rời đi, anh lạnh nhạt nói rằng chỉ coi Bạch Vân là em gái. Nhưng điều khiến Kiều Tịnh không ngờ rằng ngày hôm sau Bạch Vân lại xuất hiện trong công ty. Hôm qua anh vẫn còn ân ái triền miên ở nhà với cô, mà hôm nay đã sắp xếp cho Bạch Vân đến công ty nhận chức trợ lý đặc biệt của mình. Đối mặt với chất vấn của Kiều Tịnh, Cố Dịch chỉ nhẹ nhàng nói một câu: tôi làm việc còn phải báo cáo cho thư ký Kiều sao? Đây là công ty, tôi tự có tính toán. Mà Bạch Vân tâm cơ vừa vào công ty đã bắt đầu giở trò. Cô ta nhân lúc đồng nghiệp đi ăn trưa đã lén lút lấy trộm hợp đồng mà Kiều Tịnh đã làm xong và giấu đi. Cô ta muốn lấy chuyện này để hãm hại nữ chính. Lúc Kiều Tịnh trở về định mang hợp đồng giao cho chủ tịch thì phát hiện hợp đồng không cánh mà bay. Đồng nghiệp bên cạnh tinh mắt nên đã phát hiện hạt lấp lánh trên mặt đất. Cô vừa nhìn đã biết cái này rơi xuống từ trên áo của Bạch Vân. Kiều Tịnh nghi ngờ trong lòng nên muốn đi kiểm tra hộc bàn của Bạch Vân, nhưng Bạch Vân sống chết không thừa nhận. Nhìn thấy Cố Dịch đi tới, cô ta còn ủy khuất tố cáo tội ác với anh. Sếp Cố, thư ký Kim tự làm mất hợp đồng, cứ nhất thiết nói rằng do tôi lấy, còn đến lục soát chỗ của em. Lần này Kiều Tịnh không định nhường nhịn cô ta, cô đưa hạt lấp lánh trong tay ra và chất vấn Bạch Vân. Vì sao hạt lấp lánh trên quần áo cô ta lại rơi ở vị trí làm việc của mình? Bạch Vân bị hỏi thì chết lặng, mà lần này Cố Dịch cũng không bao che nữa, trực tiếp bảo Kiều Tịnh lục soát, nhưng khi cô mở hộc bàn ra thì không nhìn thấy gì cả, không ngờ Bạch Vân lại giấu hợp đồng ở chỗ khác. Hơn nữa còn hại Kiều Tịnh bị chủ tịch mắng một trận trước mặt mọi người. Cuối cùng thông qua camera giám sát, họ tìm rất lâu trong đống rác mới tìm được bản hợp đồng. Nhưng Cố Dịch lại nói rằng mình đã liên hệ với công ty đối tác để gửi lại một bản mới, anh bảo Kiều Tịnh vứt bản hợp đồng này đi. Cùng lúc đó, mẹ của Cố Dịch cũng tìm Kiều Tịnh, bà nói với cô rằng Cố Dịch sắp kết hôn rồi, bảo cô ấy hãy xử lý tốt mối quan hệ giữa hai người. Bà nói rằng sẽ bồi thường cho cô một khoản tiền, đây là chuyện của cháu và Cố Dịch. Không nên phiền phu nhân lo lắng, cháu và Cố Dịch ở bên nhau không phải vì tiền. Nếu anh ấy muốn chia tay với cháu thì bảo anh ấy nói chuyện với cháu. Nói xong Kiều Tịnh liền lập tức rời đi, mà Kiều Tịnh đang trên đường trở về thì bụng chợt đau đớn dữ dội. Cô đành dừng xe ở bên vệ đường và gọi điện cho Cố Dịch. Nhưng đối phương vẫn luôn không nghe máy. Ngay lúc cô suýt nữa ngất trong xe thì Bạch Yến đã xuất hiện kịp thời như một vị cứu tinh. Anh ôm Kiều Tịnh và đưa cô đến khách sạn. Anh chu đáo chăm sóc cho cô. Sau khi Kiều Tịnh uống thuốc giảm đau thì nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cũng vì thế mà hai người đã ở cùng nhau một đêm ở khách sạn trước khi rời đi. Bạch Yến đưa danh thiếp của mình cho Kiều Tịnh. Cô có thể đến tìm tôi bất kỳ lúc nào. Lúc Kiều Tịnh đến công ty thì nhìn thấy màn hình đang chiếu bức ảnh cô và Bạch Yến vào khách sạn. Lúc cô đang thất thần thì bạn trai chủ tịch và Bạch Vân cũng đến công ty. Bạch Vân tâm cơ đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như này chứ. Cô ta bắt đầu châm biếm nữ chính. Thư ký Kiều, đây lẽ nào là cô à? Đi khách sạn với đàn ông còn bị chụp được, lần sau chú ý chút đi. Cố Dịch thấy vậy thì lập tức cảm thấy mình bị mọc sừng trên đầu. Anh vội vã sắp xếp cấp dưới xử lý bức ảnh. Kiều Tịnh vừa mới mở miệng giải thích thì chủ tịch đã kéo rời khỏi công ty. Trở về nhà, Kiều Tịnh vội vã giải thích rõ ràng mọi chuyện tối qua, nhưng lúc này Cố Dịch đã mất hết lý trí. Anh vô cùng tức giận nên đã ấn Kiều Tịnh lên tường. Tối qua em đã gọi cho anh rất nhiều cuộc nhưng anh không nghe. Anh không nghe máy nên em gọi cho tên đàn ông khác, phải không? Không phải, em chứng minh thế nào đây? Em không chứng minh được. Nhưng không có người đàn ông nào chạm vào em cả. Từ đầu đến cuối, em chỉ có mình anh. Thấy vậy Cố Dịch cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Sau khi buông tay cho cô thì không nói lời nào và rời đi. Bạn trai không tin tưởng khiến Kiều Tịnh rất đau xót. Hóa ra tất cả đều do con ả Bạch Vân cố ý tạo ra. Là tối hôm qua, khi Kiều Tịnh gặp mẹ Cố Dịch thì đã rời đi luôn. Không ngờ trên đường trở về nhà, cô đột nhiên đến tháng, bụng đau dữ dội khiến cô không thể chịu được.
Cô gọi điện cho Cố Dịch thì không ai nghe máy, may mà gặp được Bạch Yến. Thế nhưng lúc hai người rời đi thì bị trợ lý của Bạch Vân nhìn thấy. Còn Bạch Vân đắc ý nhìn những bức ảnh do trợ lý lén chụp, cô rất vui vẻ nên ăn mừng trước, chúc mừng mình đã vững vàng đảm nhận vị trí vợ của chủ tịch. Buổi tối sau khi chủ tịch Cố Dịch đã tìm hiểu rõ mọi chuyện, biết mình đã trách lầm bạn gái khiến anh cảm thấy rất áy náy. Khi anh bình tĩnh trở lại thì rất dịu dàng dỗ dành Kiều Tịnh, anh đã giải quyết xong chuyện bức ảnh rồi, không có ai trong công ty dám bình luận về em. Anh đã đuổi việc nhân viên phát tán bức ảnh rồi và cũng truy cứu trách nhiệm pháp luật với anh ta, em yên tâm, còn về Bạch Vân, anh sẽ bảo cô ấy đến xin lỗi em. Ngày mai là sinh nhật của em, anh sẽ dành thời gian rảnh để chúc mừng cùng em, anh có lời muốn nói với em, ngày hôm sau. Cố Dịch cầm quà và vừa đi đến hầm đỗ xe thì bất ngờ gặp mẹ mình. Hóa ra mẹ Cố Dịch đến đón anh đi ăn cơm cùng mẹ Bạch Vân để bàn bạc chuyện cưới xin của hai đứa. Bên phía Kiều Tịnh, cô trang điểm xinh đẹp và chờ đợi Cố Dịch đến. Thế nhưng cô đợi rất lâu vẫn không thấy bóng dáng Cố Dịch đâu. Kiều Tịnh thấy sắp đến 12 giờ rồi nên đành một mình tự đốt nến tự thổi. Sự nhẫn nhịn bao dung trong 4 năm đã trở thành trò cười trong thời khắc này, dường như nó đang cười nhạo sự si mê vọng tưởng của cô. Vì thế ngày hôm sau Kiều Tịnh đã nộp đơn từ chức, Cố Dịch cho rằng chỉ là sinh nhật thôi, Kiều Tịnh không nên ngang ngược như vậy, không liên quan đến sinh nhật. Vậy liên quan đến việc gì? Em đã quá mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Cố Dịch, chúng ta chia tay đi, buông tha cho nhau đi. Sau đó Kiều Tịnh rời đi mà không hề ngoảnh đầu lại. Buổi tối Cố Dịch trở về nhà, anh vội vã chạy vào phòng của Kiều Tịnh và phát hiện bên trong trống rỗng, anh tức giận nên cầm chiếc cốc trên bàn ném vào gương. Cố Dịch có tính chiếm hữu cao, sao có thể dễ dàng buông tha cho Kiều Tịnh chứ? Mà sau khi Bạch Vân tiếp nhận công việc của Kiều Tịnh, cô ta đã làm rối tung toàn bộ công việc của Cố Dịch. Bắt đầu từ ngày mai, em không cần đến làm nữa, trở về chuẩn bị lễ đính hôn đi. Vì sao chứ? Có phải anh cảm thấy em không bằng cô ta không? Anh vẫn nhớ cô ta đúng không? Bởi vì có Kiều Tịnh chăm lo bên cạnh 4 năm nên đã khiến Cố Dịch vốn mắc chứng rối loạn cảm xúc bất giác lún sâu vào đầm lầy tình yêu. Buổi tối Cố Dịch mất ngủ nên đã nhớ lại từng chút việc lặt vặt mấy năm nay của mình với Kiều Tịnh. Vì thế anh liền gọi điện thoại cho Kiều Tịnh, xuống dưới đi, 3 phút sau không thấy em anh sẽ lên gõ cửa. Kiều Tịnh bất đắc dĩ đành phải đồng ý xuống dưới gặp mặt, sao anh biết tôi ở đây? Anh còn không biết rõ chỗ em có thể đến chắc, chỉ cần anh muốn dù cho em đi đến đâu anh đều sẽ bắt em về, em định gây sự đến lúc nào đây? Tôi không gây sự. Mỗi câu tôi từng nói đều rất nghiêm túc, rốt cuộc em không hài lòng chỗ nào, chỉ vì anh không đón sinh nhật cùng em sao? Đối mặt với sự ép hỏi của Cố Dịch, Kiều Tịnh thẳng thắn nói rằng hai người đã kết thúc và kể chuyện mẹ Cố Dịch tới tìm mình. Cô bảo anh hãy từ bỏ đi, sau khi trở về, Kiều Tịnh thu dọn hành lý suốt đêm, bạn thân còn giúp cô liên hệ với nơi ở mới. Nhưng cô vừa vào phòng khách sạn, Kiều Tịnh đã cảm thấy không ổn, rõ ràng cô đặt phòng single bình thường. Sao bây giờ lại được nâng cấp lên phòng siêu sang trọng chứ? Kiều Tịnh chợt nhận ra và muốn trốn thoát khỏi phòng, nhưng cô không kịp trốn thoát rồi. Em muốn ở khách sạn vì sao không nói với anh trước, anh có thể ở cùng với em. Kiều Tịnh bắt đầu kinh tởm với con người anh ta, muốn tránh cũng không tránh được. Anh và Bạch Vân đính hôn chẳng qua chỉ là lợi ích thương nghiệp thôi, là nhà họ Cố của anh và An Hạ cần nhà họ Bạch để có thể thoát khỏi móng vuốt của Cố Dịch. Kiều Tịnh đành phải dọn trở về biệt thự của Cố Dịch, hai người dường như lại trở về trạng thái lúc trước, không chừng mọi thứ đều do Kiều Tịnh cố ý để nhanh chóng rời khỏi Cố Dịch mà thôi. Nữ thư ký kiêm bạn gái ở bên cạnh chủ tịch đằng đẵng 4 năm, không chỉ chăm lo sắp xếp ổn định cuộc sống của anh, mà cô còn trở thành trợ thủ đắc lực của anh trong sự nghiệp. Nhưng đổi lại cô nhận được tin tức bạn trai và thiên kim tiểu thư đính hôn, Kiều Tịnh tâm đã nguội lạnh, lựa chọn biến mất trong thế giới của bạn trai chủ tịch. Cho đến khi nữ thư ký không ở bên cạnh mình nữa, chủ tịch mắc chứng rối loạn cảm xúc mới nhận ra mình đã yêu cô rồi, vì thế vận dụng tất cả nguồn lực của mình. Cuối cùng biết được Kiều Tịnh trốn đến homestay của Bạch Yến, sau khi Cố Dịch biết tin tức này thì nổi lên cơn ghen giống như thủy triều nhấn chìm lý trí của anh. Anh lập tức điên cuồng báo thù Bạch Yến. Sau khi Kiều Tịnh biết được chuyện này từ bạn thân, trong lòng cô lập tức tràn ngập hổ thẹn. Vì thế cô liền đến tìm Cố Dịch, có phải anh đã động tay vào chuyện của Bạch Yến không? Anh chỉ cạnh tranh bình thường như trên thương trường với anh ta thôi. Có vấn đề gì sao? Anh ấy vô tội, vì sao phải liên lụy đến anh ấy? Bởi vì anh ta dám thách thức anh, mà Cố Dịch cũng dùng việc này để uy hiếp Kiều Tịnh, buộc cô trở về bên cạnh mình. Và anh nói rằng sau này sẽ đối xử tốt với cô, em phải trở về bên cạnh anh, được, chỉ cần anh tha cho Bạch Yến. Thế nhưng, Kiều Tịnh đồng ý sảng khoái như vậy cũng dấy lên sự ghen tị của Cố Dịch đối với Bạch Yến. Kiều Tịnh kéo hành lý trở về bên cạnh Cố Dịch, mà Cố Dịch cũng thay đổi dáng vẻ lạnh lùng của trước đây, bắt đầu hàn huyên hỏi han Kiều Tịnh. Để dỗ dành Kiều Tịnh, Cố Dịch còn đặc biệt bao cả rạp phim tình nhân xa hoa, hai người cùng xem bộ phim tình cảm xén xúa. Nhưng anh vẫn không nhận được sự yêu thích của Kiều Tịnh, vì thế anh lại sắp xếp cấp dưới ở công ty tới trung tâm mua sắm mua giúp mình một bộ trang sức. Đúng lúc Bạch Vân mưu mô cũng đến mua sắm ở đây, trong thời gian làm việc mà đến mua sắm sao, đây là mua vì công việc, sếp Cố bảo tôi mua giúp. Cô ta hiểu lầm rằng Cố Dịch định tặng quà đính hôn cho mình, cô tràn ngập mong chờ ngày đính hôn đến gần. Buổi tối Cố Dịch đeo sợi dây chuyền lên cổ Kiều Tịnh, sau đó anh nhân cơ hội này đề xuất với Kiều Tịnh ngày mai mang bữa trưa đến công ty cho mình, ngày hôm sau đến thời gian nghỉ trưa. Cố Dịch nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của Kiều Tịnh trong phòng làm việc, nhưng anh không ngờ người đến lại là Bạch Vân đặc biệt đến công ty.
cũng là vì cố ý mang hộp cơm tình yêu của mình đến cho Cố Dịch. Sau đó cô còn mong đợi Cố Dịch tặng trang sức cho mình, không ngờ Cố Dịch lại lấy cớ không thèm ăn, nói vài ba câu muốn đuổi cô ta đi. Lúc cô ta quay người rời đi, Kiều Tịnh đột nhiên xuất hiện. Cô ta liếc cái đã nhìn ra sợi dây chuyền trên cổ Kiều Tịnh, cô ta lập tức nổi giận lôi đình, ai muốn ăn đầu của cô chứ? Cô cút đi cho tôi, em và anh đều biết rõ, hôn nhân này là ý kiến của hai bên cha mẹ, không phải là ý của anh. Nói xong Cố Dịch quay người rời đi, để lại Bạch Vân một mình đau lòng ở đó. Nhưng nhanh chóng đến ngày Cố Dịch và Bạch Vân đính hôn, mà Cố Dịch lúc này vẫn yên tâm thoải mái an ủi Kiều Tịnh, em biết mà. Anh chỉ coi Bạch Vân là em gái, còn người anh muốn cưới luôn luôn là em. Nhưng không ngờ Cố Dịch vừa mới rời đi chưa được bao lâu thì Kiều Tịnh lập tức rời khỏi thành phố này nhờ sự giúp đỡ của mẹ Cố. Hóa ra từ lúc Kiều Tịnh trở về bên cạnh Cố Dịch, cô đã lên kế hoạch rời đi vào ngày hôm nay, những ngày hai người ở bên nhau. Sự nhu mì nghe lời của Kiều Tịnh chẳng qua để Cố Dịch lơ là mà thôi, cũng vào hôm mang cơm tới công ty, Kiều Tịnh chủ động tìm tới mẹ Cố, bảo bà giúp mình thoát khỏi Cố Dịch. Mẹ Cố vẫn luôn phản đối hai người yêu nhau cầu còn trả được, vì thế bà đã sắp xếp người đưa cô trở về quê trong ngày Cố Dịch đính hôn. Cố Dịch biết được chuyện này thì lập tức nổi giận, anh cướp xe của tài xế và rời khỏi buổi lễ đính hôn, trên đường lái xe trở về quê nhà của Kiều Tịnh. Trong đầu Cố Dịch lập tức xuất hiện những ngày tháng hai người ở bên nhau, trước đây anh luôn cho rằng Kiều Tịnh chỉ là một công cụ ở bên cạnh mình mà thôi. Cho đến khi Kiều Tịnh thực sự lựa chọn rời xa mình, anh mới phát hiện mình đã yêu Kiều Tịnh mất rồi. Lúc Cố Dịch đang phóng như bay trên đường cao tốc thì Bạch Yến cũng mang theo quà cáp đến nhà Kiều Tịnh. Mẹ Kiều vẫn luôn hy vọng con gái sớm tìm được chốn nương thân nên càng nhìn Bạch Yến bà càng thích. Lúc hai người nói câu được câu không thì Kiều chị em trai của Kiều Tịnh mới tan học trở về. Bạch Yến biết được cậu bé đang học lớp 5 thì cười đùa rằng muốn tặng cho cậu bé mấy cuốn sách giải bài tập, em có cần anh cho em mấy cuốn sách giải bài tập không? Khó khăn lắm cháu mới làm xong bài tập trong kỳ nghỉ hè, chú còn muốn cháu làm à, có thể cho cháu nghỉ ngơi một chút không? Cha mẹ Kiều đã mượn cớ rằng phải bận mở tiệm. Để cho hai người có không gian riêng trò chuyện, bà bảo Kiều Tịnh và Bạch Yến đi siêu thị mua nguyên liệu lúc hai người đang trên đường trở về. Đúng lúc gặp Cố Dịch vừa mới tới, nhưng khoảnh khắc Cố Dịch nhìn thấy Kiều Tịnh và Bạch Yến ở bên nhau thì lập tức bùng nổ cơn giận. Em tốn công sức để rời khỏi anh là vì tên này sao? Không phải anh đi đính hôn sao? Anh từ hôn rồi. Kiều Tịnh nghe thấy lời này thì lập tức sững sờ. Thậm chí cô không dám tin rằng anh đã từ hôn vì mình, anh đã lùi một bước vì em còn muốn thế nào nữa? Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh, em tìm tên này chẳng qua để chọc tức anh chứ gì, anh đừng tự cho mình là đúng. Nói xong Kiều Tịnh liền kéo Bạch Yến rời đi nhưng cô bị Cố Dịch ngăn cản. Lúc hai người đang giằng co nhau, mẹ Kiều đột nhiên chạy tới. Bà hiểu lầm rằng anh đang bắt nạt con gái của mình nên chuẩn bị đi lên dạy dỗ anh một bài học. May mà Kiều Tịnh kịp thời lôi kéo mẹ đi nên anh mới tránh được một trận đánh đập. Mà lúc này vệ sĩ cũng tìm được Cố Dịch, họ khuyên Cố Dịch hãy trở về để hoàn thành buổi lễ đính hôn. Vừa hay cảnh tượng này đã bị Kiều chị em trai của Kiều Tịnh nhìn thấy, cậu bé hiểu lầm rằng Cố Dịch đang bị người khác bắt nạt, nên lập tức hóa thân thành Superman và xông thẳng về phía trước. Sau khi giải quyết xong mấy vệ sĩ, cậu bèn kéo Cố Dịch bỏ chạy, Kiều chị còn đưa anh trở về tiệm nướng của nhà mình, cậu hào sảng nói rằng sẽ mời Cố Dịch ăn xiên. Mặc dù Cố Dịch vừa đắc tội với mẹ vợ tương lai nhưng bất ngờ lại thu phục được cậu nhỏ. Kiều chị tuy còn trẻ con nhưng lại rất hiểu biết. Cậu vừa nhìn cái liền biết Cố Dịch thích chị gái mình. Cố Dịch cũng không phủ nhận chuyện này. Ngược lại anh muốn cậu bé giúp mình. Kiều chị nghe thấy Cố Dịch muốn nhờ mình thì rất sảng khoái đồng ý. Hai người ăn đến tận đêm khuya, Cố Dịch vẫn không có ý muốn rời đi. Cuối cùng anh ở lại nhà Kiều Tịnh thành công nhờ sự giúp đỡ của Kiều chị. Vì thế liền xuất hiện cảnh tượng hai người đàn ông cùng tranh nhau một cái giường 1m2. Mẹ Kiều nghe thấy tiếng động thì đến kiểm tra tình hình, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng cay mắt như này. Hai người thấy vậy thì lập tức giả vờ là anh em thân thiết. Đợi sau khi mẹ Kiều rời đi, Cố Dịch quay đi và chạy đến phòng của Kiều Tịnh. Anh mặt dày không biết xấu hổ muốn ngủ cùng cô, nhưng Kiều Tịnh trực tiếp đuổi anh ra ngoài. Ngay lúc Cố Dịch ngồi dậy khỏi giường thì vô tình nhìn thấy bức ảnh trên bàn của cô. Lúc này anh chợt cảm thấy người trong ảnh có chút quen thuộc. Lúc anh muốn đi lên xem xét thì bị Kiều Tịnh giành trước một bước và giấu bức ảnh đi. Sau đó Cố Dịch bị đuổi ra khỏi phòng. Bất đắc dĩ anh đành phải ngủ trên ghế sofa. Nhưng thói quen 3 năm đã khắc sâu trong lòng Kiều Tịnh. Mặc dù ngoài miệng thì nói rằng không quan tâm đến Cố Dịch nhưng cô lại không kiểm soát được hành động của mình. Đến ngày hôm sau, Bạch Yến và Kiều Tịnh chạy bộ buổi sáng. Trong lúc đó, Bạch Yến hỏi Kiều Tịnh rằng có trở về bên cạnh Cố Dịch không. Kiều Tịnh phủ nhận thông tin này một cách dứt khoát, nhưng Bạch Yến lại cảm thấy cô đang miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. Bởi vì tối qua anh nhìn Cố Dịch đang cuộn tròn ngủ trên ghế sofa phòng khách thì thấy Kiều Tịnh mềm lòng đi ra và đốt hương đuổi muỗi. Mà phía bên Cố Dịch đang ở trong xe, vô tình nhìn thấy hai người cùng chạy bộ buổi sáng. Anh lập tức ghen tị nên tìm đến Bạch Yến để thương lượng. Lúc nào thì anh rời đi, tôi đi hay không thì liên quan gì đến anh, mặt anh còn dày hơn cả tường thành. Anh định bám dính ở đây đến lúc nào, nhanh lên, muộn tí nữa sẽ tắc đường. Nhưng Bạch Yến lại muốn cả hai phải rời đi, vì thế hai người cảnh giác lẫn nhau và cùng rời đi. Kết quả đến nửa đường, Cố Dịch quay trở lại như kẻ trộm, vừa hay nhìn thấy Kiều chị đang cầm bánh sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật ai? Chị em đó, ngay cả sinh nhật của chị em mà anh còn không biết sao, sinh nhật của cô ấy không phải đã qua từ lâu rồi sao? Không có nha, hôm nay mới là sinh nhật của chị em, anh nhìn đi, cũng đóng cả cửa tiệm rồi.
Cố Dịch mang theo sự nghi ngờ và trở về nhà họ Kiều với Kiều Trị. Mặc dù Kiều Tịnh vẫn kháng cự, không muốn lại gần anh, nhưng mẹ Kiều và cha Kiều nhìn ra được con gái đối xử với anh hơi khác thường. Từ sau khi cô yêu thầm đàn anh đã mất, chỉ có Cố Dịch mới kích thích tâm trạng của cô. Chỉ cần cậu ta có thể đưa Kiều Tịnh ra khỏi vòng xoáy 4 năm trước, tôi thấy dù tính cách cậu ta không tốt cũng vẫn ổn. Anh là chủ tịch của tập đoàn hàng triệu tỷ đang lên sàn chứng khoán, bây giờ lại rơi vào lưới tình của Kiều Tịnh, nữ thư ký mà mình từng coi là công cụ, thậm chí sẵn sàng từ bỏ khối tài sản trăm tỷ vì cô. Nhưng anh không ngờ rằng Kiều Tịnh uống say thì gọi tên một người đàn ông khác. Khi Cố Dịch nghe thấy câu này thì trong lòng vô cùng buồn bã. Vì thế ngay sáng hôm sau, lúc Kiều Tịnh mới ngủ dậy, Cố Dịch đã cầm bức ảnh và ép hỏi cô rốt cuộc họ có quan hệ gì. Thấy cô không trả lời, Cố Dịch tính tự mình đi điều tra. Thấy vậy Kiều Tịnh cũng không che giấu nữa, nên đã nói ra tất cả. Anh ấy là Tô Quyện, một đàn anh thời cấp 3 của em. Tình yêu tuổi trẻ luôn thật đẹp và trong sáng. Bởi vì có Tô Quyện nên Kiều Tịnh mới cố gắng học hành. Cô chỉ muốn thi vào cùng một trường với đàn anh. Nhưng lúc cô thi đỗ vào trường đó và định tỏ tình thì Tô Quyện gặp tai nạn ở trên đường. Tô Quyện cũng bị mất mạng ngay trong vụ tai nạn xe hơi này. Trái tim của Tô Quyện cũng được cấy ghép vào người Cố Dịch. Cố Dịch không tin trên đời này có sự trùng hợp như vậy. Em ở lại bên cạnh anh chỉ vì Tô Quyện thôi sao? Kiều Tịnh thừa nhận mọi chuyện đều do mình tỉ mỉ lên kế hoạch. Đối mặt với sự lừa dối trần trụi, sao Cố Dịch có thể chịu đựng được chứ? Thế là bắt đầu uống rượu để giải tỏa nỗi buồn. Anh vốn rất muốn quên Kiều Tịnh, nhưng nhìn ai cũng thấy giống cô. Mỗi ngày Cố Dịch đều sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, bản thân không thể nhìn tiếp nổi nữa. Đành gọi điện cho Kiều Tịnh và nói với cô rằng Cố Dịch xảy ra chuyện rồi, bảo cô mau chóng trở về. Vì thế Kiều Tịnh đã vội vã chạy đến đó. Cô phát hiện Cố Dịch đang nằm bất động trong bể bơi, khiến cô sợ hãi vội vã gọi tên anh liên tục. Nào ngờ Cố Dịch chỉ uống say nên ngủ quên mà thôi. Nếu trái tim hắn không ở trên người anh, cho dù anh chết, em cũng sẽ không muốn nhìn anh thêm một lần nữa, đúng không? Sau đó Cố Dịch ôm chặt cô vào lòng và cầu xin. Không phải trái tim hắn ở trong cơ thể anh sao? Em nỡ rời xa anh sao? Em nỡ rời xa trái tim của anh sao? Nhưng Kiều Tịnh bảo anh hãy trân trọng mạng sống của mình, trân trọng trái tim mà Tô Quyện đã cho anh. Nói xong Kiều Tịnh dứt khoát quyết định quay người rời đi, bỏ lại Cố Dịch đau lòng ở đó. Từ đó về sau, cả ngày anh đều mơ màng, đờ đẫn, thậm chí còn không đến công ty làm việc. Mẹ Cố quả thực không thể nhìn tiếp nổi nữa. Vì thế quyết định đích thân giải quyết chuyện này để cắt đứt tư tưởng Cố Dịch với Kiều Tịnh. Bà đã sắp xếp hai vệ sĩ canh chừng ở ngoài cửa 24/7, giam lỏng anh ở trong phòng. Kết quả Cố Dịch lại kháng nghị bằng cách tuyệt thực. Mẹ Cố nhìn thấy anh ngược đãi cơ thể bản thân như vậy thì hận không thể đánh cho anh tỉnh lại nên vả cho anh một phát. Rốt cuộc con làm sao vậy? Con cũng không muốn như thế này. Nhưng trái tim của con yêu cô ấy, con không kiểm soát được. Sau khi mẹ Cố nghe được những lời này thì nhất thời không biết nên nói gì. Thế nhưng để có thể gặp Kiều Tịnh, Cố Dịch lén nhảy ra ngoài từ cửa sổ, nhưng trong lúc dốc sức bỏ chạy, anh đột nhiên cảm thấy tim mình không được thoải mái và lập tức ngất đi. Sau khi anh tỉnh lại thì đã được mẹ đưa vào bệnh viện. Lúc này anh lại nhận được tin nhắn của bản thân, nói rằng Kiều Tịnh đang ở homestay. Vì thế Cố Dịch mặc kệ tình trạng sức khỏe của bản thân, vội vã chạy đến gặp cô. Giờ Cố Dịch mới nhận ra mình không thể sống thiếu cô. Anh không biết trân trọng, bây giờ nhận ra bản thân không thể rời khỏi cô ấy, lại bắt đầu tìm đủ mọi cách để dây dưa. Tình cảm sâu đậm đến muộn màng như vậy, anh thua rồi. Anh không biết rằng anh không thể rời xa em hay là trái tim anh không thể rời xa em. Anh chỉ biết rằng anh không thể không có em. Cố Dịch là do anh bị ảo giác. Anh biết quá khứ của em và Tô Quyện. Xin hãy cho anh thêm một năm. Kiều Tịnh đã dứt khoát từ chối bởi vì cô không muốn lặp lại sai lầm lần nữa. Thế nhưng Cố Dịch lại nói rằng không phải em vẫn luôn điều tra chuyện của Tô Quyện sao? Anh có thể giúp em nên hãy đồng ý với anh đi. Lúc Kiều Tịnh muốn đồng ý điều kiện của anh thì Cố Dịch đã ngất xỉu trong lòng cô. Sau khi đưa anh đến bệnh viện, Kiều Tịnh thất thần ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Có lẽ trong trò chơi tình yêu này không chỉ có một mình Cố Dịch thua cuộc. Sau đó để có thể ở bên cạnh Kiều Tịnh, Cố Dịch quyết định phản đối cuộc liên hôn gia tộc do mẹ sắp xếp, nhưng cũng vì thế mà anh bị mẹ cắt đứt mọi nguồn tài chính, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi nhà. Mặc dù Cố Dịch bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng anh không có dáng vẻ nuối tiếc gì cả. Ngược lại anh nhanh chóng thu dọn hành lý và đến nhà của Kiều Tịnh. Mẹ anh đã đình chỉ chức vụ của anh, khóa thẻ và đuổi anh ra khỏi nhà. Bây giờ anh không có tiền, không có chỗ ở, em không thể bỏ mặc anh nhé. Còn chưa đợi Kiều Tịnh phản ứng lại, Cố Dịch lập tức xách hành lý chuồn vào bên trong, sau đó còn mặt dày đòi ở nơi này. Kiều Tịnh vốn không muốn giữ Cố Dịch nhưng anh ta cứ bám dính theo, cuối cùng cô đành phải để anh ở lại. Đến ngày hôm sau, Cố Dịch nhân lúc Kiều Tịnh không ở nhà, thay đổi dáng vẻ lạnh lùng và độc đoán lúc trước. Anh không chỉ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, còn giúp Kiều Tịnh phơi quần áo, thậm chí để dỗ dành cô vui vẻ, anh còn ăn mặc và biến mình thành cậu bé thỏ. Anh mong chờ có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh sáng bừng của Kiều Tịnh, nhưng không ngờ Kiều Tịnh lại đưa đồng nghiệp ở công ty trở về nhà. Cố Dịch hoảng sợ trốn ở ngoài ban công, còn Kiều Tịnh nhìn thấy bày trí trong phòng thì bối rối giải thích rằng tối qua tổ chức tiệc party nên quên thu dọn. Cố Dịch nhân lúc mọi người đang xử lý công việc, lén chạy vào phòng Kiều Tịnh để trốn. Khó khăn lắm anh mới nghe thấy hình như đồng nghiệp chuẩn bị rời đi. Lúc này anh mới yên tâm đi ra ngoài, anh nhìn thấy vẫn chưa đóng cổng, vì thế anh định xuống lầu đóng cửa. Kết quả vừa hay gặp phải mọi người đang chuẩn bị ra về.
đồng nghiệp nhìn thấy bình thường sếp lạnh lùng mà bây giờ lại mặc bộ đồ tai thỏ trông rất đáng yêu thì không nhịn được bật cười, Cố Dịch đành phải giả vờ bình tĩnh. Nổi giận đùng đùng trở về phòng, mọi người nhìn thấy đuôi thỏ đáng yêu ở sau mông anh thì không nhịn nổi nữa. Kiều Tịnh không hiểu vì sao anh lại dỗ dành nịnh nọt mình. Cô đồng ý ở bên cạnh anh một năm cũng chỉ là lấy được thứ mình mong muốn mà thôi, nhưng sự lạnh lùng của cô không khiến Cố Dịch chùn bước. Ngược lại anh rất vui vẻ đi siêu thị mua áo ngủ đôi và dép đôi, đợi khi Kiều Tịnh tan làm trở về nhà, Cố Dịch đích thân cởi giày giúp cô và mang dép đi trong nhà cho cô. Sau đó còn dành điện thoại của cô, tải phần mềm couple, đăng ảnh của hai người lên quân ảo, lúc Cố Dịch cảm thấy tình cảm của hai người đang dần sâu đậm. Kiều Tịnh lại lạc lõng nhìn ngày được đánh dấu trên lịch, sáng sớm ngày hôm sau, Cố Dịch nhìn thấy Kiều Tịnh vội vã ra khỏi nhà. Anh còn cho rằng cô gặp chuyện gì đó nên đã lén lút đi theo Kiều Tịnh đến thư viện, sau đó anh dở xem cuốn sách mà Kiều Tịnh từng đọc. Không ngờ anh nhìn thấy những ghi chép liên quan đến Tô Quyện bạn trai cũ của cô được viết trên đó, anh lập tức nhớ đến mình từng nhìn thấy giấy nốt cuộc hẹn đó. Thế nhưng, lần này anh không hề nổi giận vô cớ mà lựa chọn trốn ở phía xa, lặng lẽ bên cạnh Kiều Tịnh. Vào lúc Kiều Tịnh ngồi trên tàu hải tặc, Cố Dịch cố ý mặc bộ đồ gấu panda dày cộp và ngồi bên cạnh cô, điều này khiến Kiều Tịnh cảm thấy vô cùng an toàn. Đợi khi Kiều Tịnh ngồi vòng quay ngựa gỗ, anh cũng lặng lẽ ngồi gần đó cùng cô. Kiều Tịnh tò mò nhìn cậu gấu trúc này và không biết vì sao nó cứ đi theo mình cả ngày trời. Vì thế cô chậm rãi đi lên vào tháo đầu gấu trúc ra, đập vào mắt cô là một gương mặt vô cùng quen thuộc. Vì sao lại đi theo em? Bởi vì anh nhìn thấy danh sách cuộc hẹn em kẹp ở sau bức ảnh của Tô Quyện ngày hôm nay của 4 năm trước, chính là ngày em chuẩn bị tỏ tình với anh ta. Nhưng anh ấy không thể trở lại được nữa đúng không? Hôm nay anh sẽ bù đắp lại tất cả. Và Cố Dịch kéo tay Kiều Tịnh và đặt lên trái tim vốn thuộc về Tô Quyện kia. Sau đó liền mở miệng nói, hôm nay là Tô Quyện cùng cô hoàn thành danh sách cuộc hẹn kia. Kiều Tịnh hỏi vì sao anh phải làm như vậy. Bởi vì anh muốn biết được em yêu sâu đậm sẽ có cảm giác như nào. Sau khi nghe thấy những lời này, Kiều Tịnh không ngờ chủ tịch thường ngày luôn hống hách lại có thể nói ra những lời như thế. Vì thế cô quyết định cho anh một cơ hội. Ngày hôm sau, bạn thân tìm đến cô nhờ mua hoa, nói rằng hôm nay mà không bán hết thì toàn bộ sẽ bị tổn thất trong tay mình. Vì thế họ đến một quảng trường và bắt đầu bán hoa. Cố Dịch thấy trời tối rồi mà vẫn không bán được mấy đóa. Anh đã bất chấp trèo lên chỗ cao nhất của bể bơi và hét lớn gọi mọi người đến. Mọi người hãy nhìn bên này, bạn gái tôi nói rằng chỉ cần tôi bán hết những đóa hoa này, cô ấy sẽ đồng ý gả cho tôi đó mọi người ơi. Lời vừa dứt, mọi người đều ồ ạt đến như ong vỡ tổ. Trong chớp mắt đã bán sạch xe hoa tươi, mọi người ở đó đều hô hào bảo anh cầu hôn. Cố Dịch cũng tận dụng cơ hội, bện một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị và quỳ xuống cầu hôn cô. Nhưng lúc tình cảm hai người dần dần bước vào quỹ đạo, cha của Cố Dịch đột nhiên từ nước ngoài trở về. Con trai ta bị hủy hoại trong tay người phụ nữ, ngay cả công ty cũng không quan tâm, ta còn không về thì sợ rằng An Hạ sẽ sụp đổ mất, nghe lời cha con đi. Cắt đứt với Kiều Tịnh đi, ông Cố kiên quyết yêu cầu anh phải rời xa Kiều Tịnh, nhưng Cố Dịch đã nhận định Kiều Tịnh là người anh yêu nhất trong đời của mình. Cho nên bất luận ông Cố ép buộc thế nào, Cố Dịch cũng không hề chùn bước, sau đó quay đầu đi bước một mà không thèm ngoái lại. Kiều Tịnh ở bên này, vì quá lo lắng cho Cố Dịch nên đã sớm lái con xế siêu ngầu lòi của mình đến đón anh về nhà mình. Anh không thể lựa chọn gia đình đã sinh ra và nuôi dưỡng mình, nhưng anh có thể chọn đúng người để cùng anh xây dựng nên một mái ấm gia đình. Anh hy vọng, ngày này, mỗi năm về sau, em đều sẽ như bây giờ, uống ít thôi, em sợ tim của Tô Quyện lại xảy ra vấn đề sao. Sự thẳng thắn và chân thành có chủ ý này khiến Kiều Tịnh cuối cùng cũng hiểu được con tim của mình. Nhưng lúc này, Cố Dịch vẫn còn chưa biết, người mà hiện tại Kiều Tịnh đang thích lại chính là bản thân anh, chứ không phải trái tim từng thuộc về bạn trai cũ của Kiều Tịnh. Tiếp đó, Cố Dịch hỏi Kiều Tịnh rằng bây giờ người đàn ông trước mặt em là ai, là Tô Quyện hay là Cố Dịch? Anh là Cố Dịch. Sau khi Cố Dịch có được đáp án khẳng định của Kiều Tịnh, anh hạnh phúc đến nỗi nước mắt rơi lã chã trên mặt. Kể từ lúc này, hai người cuối cùng đã quên đi chuyện trước đây và quay lại với nhau. Thấy tình cảm của hai người càng lúc càng mặn nồng, ông Cố không còn cách nào khác nên chỉ đành sai người mời Kiều Tịnh đến nhà làm khách. Ông muốn khuyên Kiều Tịnh rời xa Cố Dịch, còn Cố Dịch ở bên này biết được ba mình gọi Kiều Tịnh đến thì anh liền liều mạng, bất chấp mưa gió chạy về nhà họ Cố, để xin bố thành toàn cho mình, lấy một người phụ nữ để về hỗ trợ việc kinh doanh của gia đình, cũng chính là một trong những thứ con phải hy sinh. Tại sao nhất định phải đưa ra lựa chọn chứ, con đều có thể có cả hai, tình yêu và sự nghiệp. Con đều sẽ cố gắng làm tốt, con người không thể nào tham lam đến vậy được, bố à. Ba đã từng yêu ai chưa, cái gì mà yêu không yêu chứ, đơn giản chỉ cần sống yên ổn thôi. Không còn cách nào khác, Cố Dịch trực tiếp quỳ xuống trước mặt ông Cố, hy vọng có thể có được sự thành toàn của ông, nhưng ông Cố căn bản không nghe lời cầu xin của anh, mà trực tiếp lạnh lùng quay người bỏ đi. Chính vào lúc này, Kiều Tịnh cầm ô xuất hiện bên cạnh anh. Kể từ lúc Kiều Tịnh đồng ý quay lại với Cố Dịch, thì cô đã biết đây sẽ là con đường tình yêu vô cùng gian nan, nhưng chỉ cần tình cảm của họ đủ kiên định thì không có một sóng gió nào có thể ngăn cản được họ bên nhau trọn đời. Khi hai người hứa sẽ bên nhau trọn đời, thì Kiều Tịnh vô tình nghe được mẹ của Cố Dịch lại chính là hung thủ thực sự sát hại bạn trai cũ của mình. Còn Cố Dịch vì để bao che cho mẹ nên đã cố tình giấu Kiều Tịnh. Cô lập tức cảm thấy bản thân như một kẻ ngốc vậy, bị họ đùa giỡn trong lòng bàn tay. Khi cô đau lòng tuyệt vọng mà quay người rời đi, thì lại nhìn thấy bạn trai cũ đã chết trong vụ tai nạn ô tô 4 năm trước đang đứng ngay trước mặt mình. Thì ra 4 năm trước,
mẹ của Tô Quyện ốm nặng phải nằm trên giường, vì để có thể gom đủ tiền làm phẫu thuật, anh đã chủ động liên hệ với bố ruột của mình, cũng chính là bố của Cố Dịch, nhưng bà Cố lại lo lắng con riêng sẽ về cướp tài sản, nên đã cố tình sắp xếp để người của mình gây tai nạn ô tô trên đường, mà Cố Dịch lại vô tình nhìn thấy cảnh này. Vì lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên Cố Dịch đã đi theo Tô Quyện, kết quả là xe của hai người lại xảy ra va chạm. Sau đó, ông Cố lo lắng vợ mình biết được con riêng của mình vẫn chưa chết, sợ sau đó lại đi báo thù Tô Quyện. Do đó, ông đã tạo ra hiện trường giả rằng Tô Quyện đã chết trong một vụ tai nạn ô tô. Một tháng sau, Tô Quyện tỉnh lại ở trong viện và biết được người mẹ thân yêu nhất của mình đã qua đời. Trong lúc đau đớn đến tuyệt vọng, anh cũng tự trách mình đã không bảo vệ được cho mẹ, nhưng ông chú chăm sóc cho anh lại nói với anh rằng trước khi đi, người mà mẹ con lo lắng nhất chính là con đó, vì thế con nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Đợi sau khi khỏe lại thì hãy đòi lại công đạo cho mẹ con. Kể từ đó, trong lòng anh đã bắt đầu nhen nhóm ý định báo thù. Sau đó để có thể báo thù, Tô Quyện đã bắt đầu tập luyện phục hồi với cường độ cao. Chuyện đầu tiên anh phải làm sau khi phục hồi chính là giả vờ ngoan ngoãn, hiểu chuyện để làm thân với bố, bởi vì kế hoạch của anh chính là khiến nhà họ Cố phải trả giá cho cái chết của mẹ mình. Tuy nhiên, Kiều Tịnh lúc này vẫn còn chìm đắm trong sự ngạc nhiên trước sự hồi sinh của Tô Quyện. Nhưng cô không hề biết rằng, trong lòng Tô Quyện lúc này chỉ có duy nhất thứ cần quan tâm đến, chính là chuyện báo thù mà thôi. Đối với sự hồi sinh của Tô Quyện từ cõi chết, Cố Dịch cũng vô cùng bất ngờ. Do đó, Cố Dịch đã tìm đến mẹ và hỏi rõ chân tướng. Khi đó, năm con lên năm ba đại học thì được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn nở. Mẹ vẫn luôn tìm kiếm nguồn hiến tim cho con, nhưng theo điểm cấp bách, chúng ta đã xếp hàng chờ đợi rất lâu và không có một trái tim nào phù hợp. Sau đó con bị tai nạn ô tô và được xếp vào trạng thái siêu cấp cứu, thấy chuyện sắp không ổn, bên phía bệnh viện vừa hay lại tìm được nguồn tim thích hợp nên mới cứu được con. Nhưng mẹ lại không biết người hiến tim cho con là ai, nếu đã nói như vậy thì tim của con và Tô Quyện không hề có bất cứ quan hệ gì với nhau. Sau khi biết được sự thật, Cố Dịch vô cùng vui mừng, nếu như Tô Quyện vẫn chưa chết, vậy nghĩa là tim của mình cũng không phải của anh ta. Cố Dịch cứ tưởng rằng có thể cầu xin sự tha thứ của Kiều Tịnh, nhưng không ngờ là lại bị cô trực tiếp đuổi ra khỏi nhà. Còn lúc này khi đối mặt với Tô Quyện hồi sinh từ cõi chết, đôi mắt Kiều Tịnh lộ rõ vẻ đau lòng, nhưng Kiều Tịnh lại không nhận ra sự bất thường trong chuyện này. Nếu như anh ta thực sự thích cô, vậy thì làm gì có chuyện 4 năm liền không liên lạc với cô chứ? Bây giờ đột nhiên xuất hiện thể hiện tình cảm của mình, thì cô lại bị mắc kẹt trong đó mà không thoát ra được. Tuy nhiên, sự báo thù của Tô Quyện không chỉ có như vậy. Anh biết rất rõ Kiều Tịnh có tình cảm sâu đậm với mình, do đó anh ta đã đem cô làm công cụ báo thù của mình. Vì trong lòng anh biết rõ, năng lực của bản thân không thể bằng Cố Dịch được và chỉ có duy nhất mình Kiều Tịnh là có thể khiến Cố Dịch mất khống chế cảm xúc. Do đó, Tô Quyện cố tình thách thức anh đừng quá đề cao bản thân, tôi tin anh biết rõ rằng anh chính là thế thân của tôi, nếu như không phải vì tôi Kiều Tịnh sẽ không thèm đếm xỉa đến anh, có phải anh đã quên rằng 3 năm qua, anh đã đối xử với cô ấy như thế nào, anh tưởng rằng chỉ cần nói mấy lời mật ngọt, làm vài chuyện nhỏ nhặt thì cô ấy sẽ tha thứ cho anh sao? Tôi nói cho anh biết không thể đâu, chính anh và mẹ anh đã hủy hoại gia đình tôi. Hại tôi và Kiều Tịnh phải chia cắt suốt 4 năm trời, sau khi bị nói trúng tim đen, Cố Dịch mất kiểm soát mà cho anh ta một đấm. Mà cảnh này vừa hay lại bị Kiều Tịnh nhìn thấy, Kiều Tịnh vốn rất thất vọng trước sự lừa dối của Cố Dịch, nên lúc này, đương nhiên cũng sẽ không để lại mặt mũi cho anh rồi, còn Cố Dịch thì chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn miếng mồi béo bở mình nuôi suốt 4 năm liền sắp phải dâng cho người khác. Em bảo vệ anh ta đến như vậy sao? Bây giờ anh ta quay về rồi, em không muốn nhìn thấy anh nữa đúng không? Kiều Tịnh, em đừng quên là suốt 3 năm qua, vì để anh nhìn em nhiều hơn, em đã khóc lóc cầu xin anh đến như thế nào? Bây giờ anh ta quay về rồi, em vui rồi thì liền muốn đạp anh sang một bên đúng không? Không phải em đã hứa với anh là sẽ ở bên anh suốt đời này sao? Kiều Tịnh tức giận liền trách móc ngược lại, một người lừa gạt tôi, lợi dụng tôi thì không có tư cách nói chuyện thề thốt với tôi. Nói xong Kiều Tịnh phũ phàng đuổi anh đi. Vào hôm sau, công ty tổ chức tiệc team building. Tô Quyện nhân cơ hội này mà lấy lý do bản thân không được khỏe để Kiều Tịnh đến đón mình. Nhưng Cố Dịch cũng nói mình thấy khó chịu. Khó chịu thì đi tìm bác sĩ đi, tìm tôi làm gì chứ. Nói xong liền trực tiếp đưa Tô Quyện về nhà, chỉ để lại mình Cố Dịch phẫn nộ đứng đó. Tuy nhiên tiếp theo Tô Quyện muốn tranh giành tài sản, nên anh cần thêm sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài. Sau đó, dưới sự thúc giục của chú mình, Tô Quyện ý thức được, muốn đánh bại Cố Dịch, vậy thì nhà họ Bạch chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho anh. Mà Bạch Vân cũng là chỗ ra tay tốt nhất, do đó hôm sau, Tô Quyện liền tạo ra một cuộc gặp gỡ với Bạch Vân. Tô Quyện đạp xe, giả vờ không cẩn thận mà đụng phải Bạch Vân. Từ đó tạo được cơ hội nói chuyện với Bạch Vân. Hôm sau anh vẫn còn đặc biệt mua bữa sáng mang đến tận cửa để xin lỗi, thậm chí còn không ngừng khen ngợi Bạch Vân chơi piano rất hay. Sau một hồi tâng bốc lên tận mây xanh, đã trực tiếp khiến cô vô cùng vui mừng. Rất nhanh hai người đã trở thành bạn tốt và có thể tâm sự mọi chuyện. Không lâu sau đó, vào một ngày, trong một cuộc đấu giá từ thiện, Tô Quyện và Kiều Tịnh cũng đến đây. Sự thân mật của hai người lập tức khiến Cố Dịch ghen lồng ghen lộn. Buổi đấu giá vừa bắt đầu, Cố Dịch và Tô Quyện đã cạnh tranh gay gắt, hai người kiên quyết mua chiếc vòng cổ với giá khởi điểm 100.000 tệ nên đã không ngừng nâng giá.
và cuối cùng được chốt ở mức giá hơn 1 triệu tệ. Chúc mừng ngài Cố Dịch đã mua được chiếc vòng cổ này với giá 1 triệu tệ, xin được vỗ tay chúc mừng. Bạch Vân chắc chắn sẽ rất thích sợi dây chuyền này. Nghe thấy câu nói này, trong lòng Kiều Tịnh đột nhiên thấy không thoải mái, sau đó cô liền viện cớ mà rời khỏi hiện trường buổi đấu giá. Sau khi kết thúc buổi đấu giá, theo ý của mẹ, Cố Dịch đã đem sợi dây mua được tặng cho Bạch Vân. Trước đây thích thì gọi tôi đến, không thì đuổi đi bây giờ. Tự dưng xuất hiện một Tô Quyện, anh sợ bản thân không giữ nổi công ty, ngồi không vững vị trí người thừa kế nên mới đến lấy lòng tôi sao? Cố Dịch, tôi từ trước đến giờ không dựa vào phụ nữ để giữ nhà, về chuyện này thì tôi xin lỗi cô rồi. Bất luận như thế nào, tôi chỉ có thể coi cô là em gái được thôi. Chúng ta là quan hệ sắp kết hôn đó, anh vừa nhận một người anh trai, bây giờ lại nhận thêm một người em gái. Nhà họ Cố của anh có truyền thống tìm kiếm người thân sao? Trước đây trong quan điểm về hôn nhân của tôi, có thể không có tình yêu, nhưng bây giờ tôi đã yêu một người rồi, tại sao anh yêu một người thì anh phải có được, còn tôi yêu một người thì tôi lại phải từ bỏ chứ? Nói xong, Bạch Vân liền tức giận mà rời khỏi đó. Còn ở bên này, Tô Quyện vừa hay nhìn thấy Bạch Vân với tâm trạng vô cùng chán nản, thế là anh trực tiếp bỏ lại Kiều Tịnh ở bữa tiệc mà lặng lẽ theo cô ra ngoài. Bởi vì trong lòng anh lúc này tất cả đều là ý niệm tranh giành tài sản với Cố Dịch, còn về việc bản thân kết hôn với ai thì căn bản đều không quan trọng nữa. Tuy nhiên, Bạch Vân trước mắt lại là sự lựa chọn tốt hơn của mình. Cùng lúc này, trong bữa tiệc, Kiều Tịnh đã uống khá nhiều, suýt nữa bị một người đàn ông lạ đưa đi, hên là Cố Dịch kịp thời xuất hiện, sau đó Cố Dịch còn đưa cô về nhà. Khi nghe thấy Kiều Tịnh trong lúc say vẫn gọi tên mình, điều này khiến trong lòng Cố Dịch vừa vui mừng lại vừa buồn bã. Anh vui vì trong lòng Kiều Tịnh vẫn còn có mình, còn buồn là vì giữa họ lại có thêm một Tô Quyện nữa, và cũng không biết được giữa hai người còn có cơ hội tái hợp không. Sáng sớm hôm sau, sau khi tỉnh lại, Kiều Tịnh vừa muốn uống nước thì đột nhiên lại cảm thấy một cơn buồn nôn dữ dội, nghĩ đến việc bà dì đáng lẽ tháng này phải đến, mà đã qua nửa tháng rồi mà vẫn chưa thấy tăm tích đâu hết. Sau đó Kiều Tịnh liền đến bệnh viện làm kiểm tra, lúc này cô mới phát hiện ra mình đã mang thai con của Cố Dịch rồi. Mặc dù lý trí mách bảo cô không thể giữ đứa con này lại, nhưng bản thân lại vô cùng muốn sinh đứa bé này ra. Cô bạn thân bên cạnh thấy Kiều Tịnh mâu thuẫn như vậy thì liền mở miệng nói rằng, như này đi, hoặc là cậu không muốn tôi đi bệnh viện cùng cậu, hoặc là cậu muốn để tôi làm mẹ đỡ đầu cho đứa bé, chúng ta cùng nuôi nó khôn lớn. Cùng lúc đó ở bên này, Cố Dịch liền nói tin này cho bạn thân mình biết. Nghe xong, anh bạn trực tiếp bị dọa cho nhảy dựng lên. Thì ra vào sáng sớm, Cố Dịch ra ngoài giúp Kiều Tịnh mua bữa sáng, khi quay lại thì vừa hay thấy Kiều Tịnh chuẩn bị ra ngoài. Do đó anh liền đi theo Kiều Tịnh đến bệnh viện và vô tình biết được Kiều Tịnh đã mang thai con của mình. Sau khi anh bạn nghe xong thì lập tức bắt đầu bày mưu tính kế cho Cố Dịch. Không phải giờ cô ấy vẫn giận cậu sao? Nói cho cùng là bây giờ cậu cần phải tỏ thái độ với cô ấy, đúng không? Do đó Cố Dịch liền lập tức tìm đến trợ lý để nhân viên công ty giúp mình nghĩ ra đối sách. Anh dự định sẽ tổ chức một buổi lễ cầu hôn hoành tráng. Còn lúc này Tô Quyện cũng vô tình nhìn thấy tư liệu mang thai của Kiều Tịnh, do đó trong lòng anh lập tức nghĩ ra một thủ đoạn bẩn thỉu. Anh không những lợi dụng chuyện này để phá vỡ sự si mê của Bạch Vân dành cho Cố Dịch, mà còn nói với Bạch Vân chuyện Kiều Tịnh mang thai, và còn tiết lộ ý định cầu hôn Kiều Tịnh của Cố Dịch nữa. Còn ở bên này, sau khi đã sắp xếp xong hiện trường cầu hôn hoàn hảo, Cố Dịch liền gọi điện cho Kiều Tịnh, nói rằng mình có chuyện quan trọng cần tìm cô, bảo cô lập tức đến quảng trường mà hai người gặp nhau lần đầu tiên. Sau khi Kiều Tịnh cúp máy, vừa chuẩn bị đi đến chỗ hẹn thì chuông cửa đột nhiên reo lên, đối phương nói rằng mình được Cố Dịch phái đến đón cô. Tuy nhiên Kiều Tịnh cũng không nghĩ nhiều mà liền trực tiếp theo đối phương lên xe. Rất nhanh chiếc xe dừng lại ở một khu xa xôi hẻo lánh, nhưng cô không ngờ được người mình nhìn thấy lại là con ả Bạch Vân. Kiều Tịnh tò mò mà hỏi rằng sao lại là cô chứ? Cố Dịch đâu? Hôm nay cô sẽ không gặp được anh ấy đâu, sao chứ? Thấy anh ấy vì cô mà làm mọi thứ có phải là rất đắc ý không? Liên quan đến cô sao? Cô tưởng rằng dựa vào đứa con này thì có thể cho mình là nhất sao? Cô tưởng rằng có đứa con này là cô có thể gả vào nhà họ Cố sao? Nghe thấy những lời đó, Kiều Tịnh căn bản không thèm để ý đến người phụ nữ điên rồ này. Khi Kiều Tịnh quay người chuẩn bị rời đi thì không ngờ lại bị Bạch Vân túm tóc từ phía sau. Khi hai người đang lôi kéo nhau, Bạch Vân trực tiếp đẩy Kiều Tịnh xuống cầu thang. Khi Bạch Vân thấy Kiều Tịnh đang ôm bụng đầy đau đớn, cô mới ý thức được bản thân đã gây ra chuyện lớn, dọa cô trực tiếp đứng đơ người tại chỗ. Tuy nhiên cô cũng không gọi cấp cứu mà chỉ hoảng loạn rồi cùng thư ký rời khỏi hiện trường, để lại Kiều Tịnh một mình ngất xỉu ở nơi hoang vu không người này. Cùng lúc đó, Cố Dịch ở hiện trường cầu hôn thì đợi đến tận đêm khuya cũng không thấy bóng dáng của Kiều Tịnh đâu. Anh cho rằng sở dĩ Kiều Tịnh lâu như vậy không xuất hiện, nhất định là vì không muốn tha thứ cho mình. Nhưng anh lại không biết rằng Kiều Tịnh lúc này đang nằm trên giường bệnh. Sau khi Kiều Tịnh tỉnh lại, chuyện đầu tiên cô hỏi chính là tình hình đứa con của mình. Mặc dù cô bạn thân không hề trả lời thẳng cho cô biết, nhưng từ biểu cảm của cô bạn, Kiều Tịnh đã đoán được kết quả rồi. Tuy nhiên chính vào lúc này, bà Cố đột nhiên đến phòng bệnh. Sau khi bà nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Kiều Tịnh thì không những không hề an ủi cô một tiếng, mà còn nói rằng đứa trẻ mà cô mang thai, danh không chính ngôn không thuận. Thì ra sau khi Bạch Vân đẩy Kiều Tịnh xuống rồi rời đi, cô đã trực tiếp tìm đến bà Cố, rồi còn bày ra bộ dạng đáng thương mà nói rằng con xin lỗi cô.
chúng con thật sự không biết cô ấy đã mang thai, Tiểu Vân cũng không phải là cố tình. Sau khi nghe thấy những lời này, bà Cố lập tức rơi vào trầm tư, vì dù gì nhà họ Bạch và nhà họ Cố cũng đã mấy đời thân giao, bà cũng vẫn luôn hy vọng Cố Dịch có thể kết hôn với Bạch Vân, nên đã lập tức nói rằng bản thân sẽ đi xử lý chuyện này, do đó bà Cố đã trực tiếp đề nghị bồi thường cho Kiều Tịnh một ít. Bất luận như thế nào, cô cũng phải chịu khổ rồi, cái này là đền bù cho cô. Nói xong, bà Cố liền rời khỏi bệnh viện. Không lâu sau, Cố Dịch biết được tin này cũng vội vã chạy đến bệnh viện. Nhưng không ngờ là lại bị Tô Quyện nhìn thấy bóng dáng của anh, do đó anh ta đã lập tức hôn lên trán Kiều Tịnh. Mà cảnh này vừa hay lại bị Cố Dịch nhìn thấy hết, anh tức giận xông lên, trực tiếp cho Tô Quyện một cước. Cố Dịch, anh phát điên cái gì chứ? Đứa bé mất rồi, hai người đang làm gì vậy hả? Anh thấy là em điên rồi đó. Tôi làm cái gì chứ? Tôi làm gì thì có liên quan gì đến anh chứ? Đứa trẻ mất rồi, chẳng phải là vừa lòng nhà họ Cố các người sao? Vừa lòng đôi cẩu nam nữ các người thì đúng hơn đó. Anh ăn nói cho sạch sẽ một chút đi. Nghe thấy câu này, Cố Dịch mới ý thức được bản thân đã nói sai. Do đó anh lập tức rời khỏi phòng bệnh. Không lâu sau, Cố Dịch lại lần nữa đến quảng trường nơi anh định cầu hôn. Anh vốn định ở đây cầu hôn Kiều Tịnh, thậm chí đến cả nhẫn anh cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng dường như mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều không như những gì trong tưởng tượng của anh. Bây giờ đứa bé không còn nữa, người mình yêu gần như cũng không thuộc về mình nữa. Điều này khiến trong lòng Cố Dịch vô cùng khó chịu. Ngay lúc Kiều Tịnh và Cố Dịch đều đang cảm thấy buồn bã thì cuộc sống của Bạch Vân cũng không khá hơn là bao, vì dù gì chính tay cô đã giết chết một sinh mệnh nhỏ bé mà. Bây giờ đến ngay cả khi uống nước cô cũng sẽ sinh ra ảo giác, ngay cả ly nước rơi xuống nền cô cũng cảm thấy máu bắn tung tóe trên mặt đất. Điều này khiến tinh thần cô bắt đầu hoảng loạn. Không lâu sau, tại buổi hòa nhạc solo của Bạch Vân, cô nghĩ rằng chuyện ác mà bản thân làm đã qua rồi. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị nhập tâm vào màn trình diễn của mình, thì hiện trường đột nhiên truyền ra đoạn ghi âm cuộc trò chuyện ngày hôm đó của cô với Kiều Tịnh. Sau đó Kiều Tịnh với đôi giày cao gót 10cm chậm rãi bước về phía Bạch Vân trên sân khấu. Sao cô lại có bản ghi âm? Bản ghi âm đó là giả, cô ta đang lừa các người đó. Thì ra hôm đó lúc ở trên xe, Kiều Tịnh đột nhiên phát hiện ra lộ trình mà tài xế lái có gì sai sai, do đó cô liền gửi thông tin định vị cho bạn thân trước và bảo cô bạn nửa tiếng sau đến tìm mình theo định vị đã gửi. Sau đó cô còn bắt đầu bật chức năng ghi âm trên điện thoại, do đó Kiều Tịnh mới có thể đích thân vạch mặt người phụ nữ độc ác này. Và Cố Dịch lúc này cũng mới biết được chân tướng sự việc, nhưng trước những bằng chứng chắc như đinh đóng cột đó, Bạch Vân vẫn rảo biện mà nói rằng Kiều Tịnh vu khống mình. Tuy nhiên chuyện này rất nhanh đã được đăng lên hot search, lập tức lan truyền trên internet và trở thành chủ đề nóng. Khi ông Cố biết được cháu đích tôn của mình vẫn chưa chào đời đã bị Bạch Vân bức hại thì lập tức vô cùng căm ghét hành động của Bạch Vân. Do đó ông cũng hoàn toàn đoạn tuyệt với nhà họ Bạch. Lúc này ở bên này, Bạch Vân cũng bị cảnh sát đưa về điều tra vì không để con gái phải ăn cơm tù. Bà Mạch chỉ đành hạ mình xuống mà tìm đến Kiều Tịnh. Tôi có thể xin cô cho con bé một cơ hội không? Dù cô ấy còn nhỏ hay chưa đủ chín chắn thì cũng đâu liên quan đến tôi. Dựa vào đâu mà lỗi lầm cô ấy làm lại phải trả giá bằng mạng sống của con tôi? Thấy thái độ của Kiều Tịnh kiên quyết đến vậy, nên bà đã mua chuộc người ngoài, nhân lúc Kiều Tịnh không chú ý, trực tiếp trói cô đến một tòa nhà chưa xây xong, sau đó liền ép cô ký vào thư xin tha thứ. Tuy nhiên Kiều Tịnh căn bản sẽ không đồng ý. Đối phương thấy Kiều Tịnh từ đầu đến cuối vẫn không chịu thỏa hiệp thì liền rút dao ở thắt lưng ra uy hiếp cô. Bất lực, Kiều Tịnh chỉ đành nói rằng hai tay đều bị trói nên bản thân không thể nào ký được. Sau khi đối phương thấy Kiều Tịnh đồng ý thì liền đi tháo lỏng dây trói cho cô. Kết quả là nhân lúc đối phương không chú ý, cô cầm chai rượu trên bàn lên rồi ném về phía chúng, sau đó liền dự định chạy trốn. Nhưng đối phương đông như vậy thì sao có thể chạy được chứ? Chính lúc nguy cấp thì Cố Dịch đã kịp thời xuất hiện, chỉ với vài đường quyền nhẹ nhàng, anh đã giải quyết được bọn bắt cóc. Rồi hai người cũng nhân lúc đó chạy ra ngoài, nhưng người chủ thuê lại cho họ quá nhiều tiền, nên bọn cướp vẫn bám dai như đỉa. Không còn cách nào khác, Cố Dịch chỉ đành khóa Kiều Tịnh vào trong xe. Còn bản thân thì dũng cảm quay lại, một mình chiến đấu với bọn chúng, nhưng người của đối phương lại chơi đều. Nhân lúc Cố Dịch không chú ý, trực tiếp dùng dao đâm vào bụng anh, hên là cảnh sát kịp thời đến. Kiều Tịnh lo lắng vừa gào khóc vừa đẩy anh vào trong phòng phẫu thuật. Sau khi biết chuyện, bà Cố không thèm hỏi rõ mọi chuyện mà đã cho Kiều Tịnh một cái bạt tai. Con trai tôi rốt cuộc đã tạo nghiệp gì mới gặp phải loại sao chổi như cô, hên là Cố Dịch không hề nguy hiểm đến tính mạng. Và qua chuyện này, cũng khiến Kiều Tịnh nhận ra được rằng người mình thích chính là Cố Dịch. Tuy nhiên Tô Quyện ở bên này, cũng nhân lúc Cố Dịch nằm viện, lên kế hoạch cướp dự án công trình ở công ty của Cố Dịch. Để ngăn chặn kế hoạch xấu xa của Tô Quyện thành công, Cố Dịch đã cố chịu đau, xuất viện sớm để đàm phán hợp tác với bên kia. Nhưng điều này cũng khiến cho vết thương bị hở miệng, không còn cách nào khác. Kiều Tịnh chỉ đành ở lại chăm sóc anh, Cố Dịch thấy thời tới, anh liền đem chiếc nhẫn mà anh chuẩn bị cầu hôn trước đó tặng cho Kiều Tịnh. Tình cảm của hai người cũng vì thế mới tiến thêm được một bước, còn Tô Quyện ở bên này, không đạt được mưu đồ thì lại lợi dụng ngày giỗ của mẹ mình để hẹn Kiều Tịnh ra. Còn Cố Dịch đang ở công ty thì đột nhiên lại nhận được một tin nhắn uy hiếp từ người nặc danh, nói rằng họ đã bắt cóc Kiều Tịnh. Trừ khi hồ sơ đấu thầu của dự án được công bố trên mạng, nếu không thì sẽ giết con tin. Cố Dịch vội vàng gọi cho Kiều Tịnh, xác nhận xem cô có an toàn hay không, nhưng không ngờ được là Tô Quyện đã sớm mang theo thiết bị gây nhiễu tín hiệu bên mình. Vì thế mà bất luận anh có gọi thế nào cũng không thể gọi được cho Kiều Tịnh, vì sự an toàn của Kiều Tịnh.
Cố Dịch chỉ có thể cho mọi người trong một thời gian ngắn sắp xếp lại hồ sơ đấu thầu lẫn lộn giữa thật và giả. Nhưng khi công bố lên trên mạng, cấp dưới lại không cẩn thận mà đăng bản thật ra ngoài, kết quả là đã gây ra tổn thất nặng nề không thể cứu vãn cho công ty. Còn Kiều Tịnh ở bên này cũng không phải là thật sự ngu ngốc, thực ra cô đã sớm phát hiện ra Tô Quyện có vấn đề trước khi anh quay lại. Em đã động lòng với anh ấy rồi, do đó mà em mới mãi không trả lời anh quen em lâu như vậy. Mà lại không bằng 3 năm này sao, tình cảm không thể dùng thời gian để đo được. Giữa anh và em đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, tại sao chúng ta lại bỏ lỡ chứ, không phải là vì nhà họ Cố. Vì Cố Dịch kia sao, sao em lại yêu anh ta chứ, cho nên nghe thấy những lời này. Kiều Tịnh lập tức hiểu ra, bản thân cũng chỉ là một quân cờ để anh trả thù Cố Dịch. Do đó cô liền hỏi Tô Quyện, chuyện mình mang thai có phải anh đã khiêu khích Bạch Vân làm không? Anh thừa nhận là anh không cẩn thận đã nói ra. Nhưng anh thực sự không ngờ được là Bạch Vân sẽ làm ra chuyện như vậy. Một cái cớ vụng về như vậy, bản thân anh có tin không? Em tình nguyện tin tưởng Cố Dịch. Mà lại không tình nguyện tin tưởng anh sao? Còn Cố Dịch ở bên này cũng vì quyết định của mình mà gây ra tổn thất vô cùng nghiêm trọng đối với công ty. Anh không những phải chịu trận đòn độc ác từ bố, mà còn bị ép giao chức vụ tổng tài cho Tô Quyện, thậm chí còn giáng Cố Dịch xuống làm một công nhân bình thường. Sau đó Kiều Tịnh biết được Tô Quyện còn đem cả ngày giỗ của mẹ mình ra để lợi dụng thì cô vô cùng tức giận mà liền cho anh ta ăn một bạt tai. Và cũng kể từ đó mà tình cảm của hai người cũng hoàn toàn rạn nứt. Còn ở bên này, sau khi bị giáng xuống làm công nhân, mỗi ngày Cố Dịch đều phải dọn rác ở công trường. Thực sự anh đã thay đổi rất nhiều, tôi vẫn luôn hy vọng Cố Dịch sẽ chọn một người môn đăng hộ đối. Nhưng không ngờ rằng nó lại đâm đầu vào một chữ tình, nó thích cô tôi không ngăn được. Bây giờ tôi chỉ hy vọng những nỗ lực của nó đều sẽ được đền đáp, sự chân thành của nó cũng có thể đổi lấy một trái tim chân thành. Sau một ngày làm việc vất vả, Cố Dịch lập tức cảm thấy quán ăn vỉa hè cũng là mỹ vị nhân gian, mặc dù bây giờ là một công nhân dọn rác. Tuy nhiên Cố Dịch lại không hề sa sút tinh thần vì điều này, mà thay vào đó lại còn khiến anh phát hiện ra cơ hội kinh doanh ngay tại công trường. Hôm nay anh đã nghiên cứu kỹ công ty tái chế rác thải mà nhà thầu đang tìm kiếm, mặc dù họ có thiết bị và kỹ thuật chuyên nghiệp, nhưng tỷ lệ tái chế không cao, còn chưa đến 10% nữa. Ngoài ra còn có rất nhiều tài nguyên có sẵn đều bị coi là rác và đem đi chôn lấp và đốt, mà không giải quyết được căn nguyên của vấn đề, lãng phí nhân lực. Anh tìm hiểu được một công nghệ kiểu mới có thể nghiền nát rác thải xây dựng và biến nó thành một dạng khác. Anh muốn thực hiện nghiên cứu kỹ thuật trong lĩnh vực này sao? Không sai, nhưng chính xác mà nói, anh muốn rời khỏi An Hạ lập nghiệp và muốn dựa vào năng lực của bản thân để gây dựng cơ đồ. Suy nghĩ này của anh cũng có được sự ủng hộ của Kiều Tịnh, nhưng chính vào lúc này, công trường lại xảy ra chuyện. Vì tạp vật trên đường không được dọn dẹp kịp thời, khiến xe vận chuyển rác đã bị lật, đè vào người công nhân. Nghe tài xế nói mặt đường có tạp vật nên mới khiến chiếc xe không cẩn thận mà bị lật. Ý của ông là Cố Dịch không làm tròn chức trách của mình, Cố Dịch gây ra sự cố lớn như vậy. Cậu ấy cần phải chịu trách nhiệm. Sau khi Tô Quyện nghe được cấp dưới đem chuyện này quy trách nhiệm về là do sơ suất của Cố Dịch thì lập tức bày ra thái độ công chính liêm minh, trực tiếp đuổi Cố Dịch khỏi vị trí người thu gom rác. Nhưng trong lòng Cố Dịch rất rõ, chuyện này không hề đơn giản như vậy. Do đó anh liền đến hiện trường điều tra, quả nhiên đã bị anh phát hiện ra trên bánh xe có dấu hiệu mài mòn nghiêm trọng, rõ ràng đây chính là vì trọng tải quá lớn nên mới gây ra lật xe. Do đó anh liền dẫn công nhân đến công ty tìm Tô Quyện cho một lời giải thích. Chất thải xây dựng ở khu phát triển Thành Bắc mỗi ngày đều vượt quá 100 tấn. Theo chế độ mà nói thì cần đến 10 chiếc xe trọng tải không quá 10 tấn đến để dọn dẹp, nhưng bây giờ trên công trường chỉ có 5 chiếc. Hơn nữa 2 ngày mới dọn một lần, vậy thì xin hỏi giám sát Trương, 5 xe thì vận chuyển hơn 200 tấn rác như thế nào đây? Trước mắt thấy chuyện ông chú nói cho Tô Quyện sắp bị bại lộ, ông ta liền bắt đầu tạt nước bẩn lên người Cố Dịch. Chính vào lúc này người công nhân bị thương đột nhiên xuất hiện và nói ra diễn biến và nguyên nhân vụ tai nạn xe lúc đó. Đối diện với tất cả chứng cứ bày ra ngay trước mắt, ông chú cũng hết đường chối cãi. Còn Tô Quyện, vì chức vụ tổng tài này mà anh ta cũng thể hiện ra vẻ mặt công tư phân minh, trực tiếp đuổi việc ông chú kia, rồi còn hứa rằng đợi sau khi mình điều tra rõ mọi chuyện thì sẽ khôi phục lại chức vị cho Cố Dịch. Cùng lúc đó ở bên này, ông Cố mắc bệnh ung thư thì lại đột nhiên bị con trai lớn Tô Quyện đổi bác sĩ mới. Còn bà Cố cũng vô cùng cảnh giác với đứa con riêng này, đồng thời kiên quyết khuyên ông hãy dùng bác sĩ quen của mình. Nhưng ông Cố lại rất tin tưởng Tô Quyện nên không hề để tâm đến chuyện đổi bác sĩ đó một chút nào. Bà Cố thấy ông Cố vô cùng kiên quyết như vậy thì cũng không nói gì thêm nữa. Tuy nhiên điều khiến tất cả mọi người không ngờ được là vận đen rất nhanh sắp đến rồi. Hôm đó trong lúc đang ở bên Kiều Tịnh thì Cố Dịch đột nhiên nhận được tin ông Cố ở bệnh viện sắp không xong rồi, bảo anh hãy nhanh chóng đến đây. Nhưng khi Cố Dịch vội vàng đến bệnh viện thì bác sĩ lại nói rằng ông Cố đã qua đời rồi, còn Tô Quyện thì lại ở đó diễn một cảnh phụ tử tình thâm. Nhưng thực chất sau lưng anh ta đã lén động tay với Di Trúc. Di Trúc chỉ để lại 10% cổ phần của tập đoàn cho Cố Dịch. Còn bản thân Tô Quyện không chỉ có 50% mà còn tiếp tục được bổ nhiệm làm chủ tịch tập đoàn. Bà Cố nói rằng công ty chắc chắn là sẽ để lại cho con trai ta, di chúc này nhất định có vấn đề. Không thể nào, di chúc này tuyệt đối là giả, đây là bản di chúc gốc mà chủ tịch Cố đã đích thân giao cho tôi trước khi qua đời. Cố Dịch lại cho rằng vì bố thất vọng với mình nên mới giao công ty lại cho Tô Quyện, mặc dù không cử nhân tâm nhưng anh cũng tình nguyện chấp nhận kết quả này.
Và khi đang sắp xếp đồ đạc của cha mình, anh lại phát hiện ra bộ Lego mà anh đã đập nát trong lúc tức giận vì cãi nhau với bố, do đó anh liền đem nó về ráp lại. Sau khi ráp xong, đột nhiên lại phát hiện ra nhiều hơn một miếng Lego thừa này khiến Cố Dịch có chút nghi ngờ. Có phải là manh mối mà bố mình đã để lại không? Bởi vì ban đầu, bộ Lego mà họ ghép không thừa lấy một miếng nào, cũng không thiếu một miếng nào. Do đó Cố Dịch hỏi mẹ mình, số 0407 bên trên có ý nghĩa gì? Đây chính là kỷ niệm ngày cưới của mẹ và ba con. Vậy việc này có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Nghe được những lời này, Cố Dịch đến két sắt để tìm kiếm manh mối, không ngờ được là Tô Quyện đã sớm đoán ra chuyện này, nên đã yêu cầu lấy lại két sắt từ trước. Để không rút dây động rừng, bà Cố chỉ có thể giả vờ nói rằng bất động sản của mình đang ở trong két sắt. Do sự có mặt của khách hàng ở đó, nên Tô Quyện chỉ đành đồng ý cùng bà đi đến két sắt để lấy. Đối diện với 5 chiếc két sắt, bà mở liền hai cái mà vẫn không tìm được bất cứ chứng cứ gì. Cố Dịch nhìn thấy chiếc két có số 0407 thì liền ra hiệu cho mẹ mình đi mở. Kết quả là bên trong lại không có gì hết. Hôm sau luật sư Triệu, người lập di chúc cho ông Cố đã tìm đến họ và nói rằng sau khi về nhà, bản thân chợt nghĩ đến một chi tiết. Lúc đó khi chủ tịch Cố đưa cho tôi bản di chúc đó, dây niêm phong túi đã hơi ố vàng, còn bản di chúc hiện giờ, dây niêm phong lại mới toanh. Lúc đó tôi không phản ứng gì, nhưng giờ càng nghĩ tôi càng thấy kỳ lạ. Tôi nghi ngờ bản di chúc đã bị tráo đổi, như vậy họ lại càng chắc chắn bản di chúc nhất định đã bị làm giả. Thế là anh liền hỏi luật sư Triệu, khi thu dọn két sắt của bố, có để ý đến đồ bên trong két có số 0407 không? Chiếc két mà chủ tịch Cố dùng để cất giữ đồ đạc lần cuối trước khi qua đời chính là chiếc két sắt đó, ngài ấy có cất một bức tranh. Sau khi nghe những lời này, Cố Dịch đột nhiên nghĩ đến bức trong trang phòng làm việc. Do đó Kiều Tịnh liền lấy danh nghĩa mời trà chiều các đồng nghiệp mà đã nhân cơ hội đến phòng làm việc để xem bức tranh. Không ngờ được là bên trong lại tìm thấy một chiếc thẻ nhớ. Cùng lúc đó, khi Tô Quyện đang đắc ý trong lễ nhậm chức của chủ tịch, thì Kiều Tịnh trực tiếp đem đoạn video chia sẻ lên màn hình lớn. Bất động sản, tiền tiết kiệm của tôi thuộc sở hữu chung của tôi và vợ tôi, phần của tôi sẽ được chia đều cho các thành viên khác trong gia đình chúng ta, còn về 80% cổ phần của An Hạ. Cố Dịch thừa kế 50%, Tô Quyện 10%, Cố Du 10%, Cố Anh 10%, video vừa được chiếu. Tô Quyện đã biết bản thân đã thất bại thảm hại rồi, nhưng trong lòng anh vẫn vô cùng không muốn thừa nhận thất bại như thế này, do đó anh liền hẹn Cố Dịch lên trên sân thượng gặp mặt và nói với anh về sự căm thù bao năm qua của mình. Khi mẹ tôi nằm liệt giường, ông ấy ở đâu? Khi gia đình các người quây quần bên nhau, đã từng nghĩ đến tôi và mẹ tôi chưa? Giờ đây đã thân bại danh liệt, anh ta còn muốn kéo Cố Dịch chết chung. Chính vào lúc này, bà Cố và Kiều Tịnh cũng lên đến sân thượng. Bà quỳ xuống van xin Tô Quyện đừng làm hại Cố Dịch, ta sợ sự xuất hiện của cậu sẽ uy hiếp đến Cố Dịch, nên tôi mới bảo Diêu Thuận Đức đi ngăn cản cậu, không để cậu gặp Cố Nam. Tôi chưa từng muốn làm hại cậu, tôi không biết Diêu Thuận Đức sẽ động tay động chân với xe của cậu, tôi lại càng không biết mẹ cậu bị bệnh. Đã vậy còn bị bệnh nặng đến vậy nữa, bà coi tôi là kẻ ngốc sao? Tôi không có. Cậu có thể không tin tôi, nhưng Cố Dịch vô tội, năm đó vì để đi cứu cậu, nó đã lái xe đuổi theo cậu, nếu không phải vì nó đâm vào xe của cậu thì cậu đã chết từ lâu rồi. Nghe thấy những lời này, Tô Quyện trực tiếp tự hỏi lại bản thân. Lẽ nào, thù hận suốt những năm qua đều chỉ là trò cười thôi sao, không thể đối diện với sự thật. Cuối cùng Tô Quyện chọn cách kết liễu đời mình, nhưng không ngờ lại bị Cố Dịch ngăn lại, bởi vì bây giờ anh không muốn mất đi bất cứ người thân nào nữa. Cuối cùng Tô Quyện khóc lóc thảm thiết và quyết định đi tự thú. Anh quyết định chịu trách nhiệm về những việc làm sai trái của mình sau khi mọi việc đã được giải quyết. Cố Dịch liền giao lại công ty cho chú hai, còn bản thân thì cùng Kiều Tịnh ra ngoài lập nghiệp lại. Rất nhanh công ty của họ cũng dần đi đúng hướng. Qua thời gian tiếp xúc với Kiều Tịnh, bà Cố cũng ngày càng chấp nhận cô gái xinh đẹp lương thiện này, do đó bà Cố liền bắt đầu điên cuồng giục con trai kết hôn. Mẹ vừa bấm tay tính toán hôm nay là ngày lành tháng tốt để đăng ký kết hôn, hộ khẩu mẹ đã mang đến cho con rồi đây. Cô à, đừng gọi ta là cô, bắt đầu từ bây giờ trở đi con phải gọi ta là mẹ, nhưng hôm nay chúng con vẫn còn có việc phải làm, hôm nay nghỉ luôn, tôi đi đăng ký kết hôn. Chuyện tình của chàng chủ tịch và nàng thư ký đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.